cái bàn này nè, đây cho nó đẹp. Đó, đây, cho chừng chúng nha. Chanh nó mới ủ mới với lại kèm theo nước nữa của chú anh chị à. Một chai nước suối. Ngày hôm nay thì nói chung là mấy anh em có cái áo của nhóm cũng là của chị Thu Hương này. Chị Trang rồi phải không? Chị Trang rồi phải không? Mỗi anh em, mỗi người mỗi cái nha. Đẹp quý cô chú, rất là đẹp luôn. Mình cũng mới đi lấy bánh mì rồi nè quý cô chú. Đây 150 ổ. Rồi chuẩn bị làm rồi đi phát cho mấy anh công an. Đây. Mới vừa đi lấy về luôn. Bánh mì là còn rất là nóng quý cô chú, nóng lắm. Để ăn cho nó ngon. Đây dưa leo nè quý cô chú, nhìn rất là ngon, ngò rí tươi xanh luôn. Này là mới đem về đó. Đây ớt, ớt kể vô, ớt bỏ vô ăn cho nó cay cay. Hấp dẫn lắm. Đây, đây là cái nồi sốt, sốt cà để chan đây. Nhìn rất là hấp dẫn nha, cái này là nhìn cái giá này là... này đó chị. Dạ đây, wow, cái này chan bánh mì nè quý cô chú. Ồ, rất là ngon. Cái này mà phải tại mình làm gấp nên mình làm bỏ xí mại nó là ngon luôn nha. Mì này là thường thường mì xí mại rất là ngon. Ở đây thịt heo ngon quá, ngon ngoài mình đó, nhìn chảy nước miếng luôn nè. Đây thịt heo thấy không, sắc ra này quý cô chú. Chuẩn bị mình dồn vô xuất phát. Đây quý cô chú, đây là Mạnh mới vừa đem lên, đây đem lên để vô bàn, để lên cái bàn 150 ổ bánh mì. Rồi bắt đầu là vô thịt heo, chua thịt heo nè quý cô chú, là ngon luôn nha. Đây là nước sốt đó, giờ bắt đầu mấy chị làm bỏ vô rồi để pha, để đi gửi đến mấy anh công an, mấy anh trực á. Tại mấy anh trực tối ngày sáng đêm quý cô chú, rất là thương mấy anh đó. Cũng cảm ơn là em Hương Nguyễn Thu Hương đã tài trợ, đã giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, giống như là em Hương rất nhiệt tình giúp đỡ kêu nhóm của Mạnh là mua 150 ổ bánh mì để gửi đến mấy anh đó ăn trực á. Tại vì người ta mấy anh đó là trực tối ngày sáng đêm mà nhiều lúc cũng đói bụng lắm. Đây nước sốt, đây thịt heo, dưa leo. Đây Thu Thủy TV chào quý chú. Đây Thu Thủy xinh gái quá luôn ta, quá xinh gái Thu Thủy nè quý cô chú. Những ổ bánh mì cũng như là thịt, mấy em ngày hôm nay sẽ đi phát cho những anh mà đóng ở những cái chốt của cô chú anh chị ạ. Thì cũng nhóm Thu Thủy cũng có nhờ cái chị xóm mắt cũng phụ làm giùm, tại vì mấy em thì dụng cụ cũng không có cô chú anh chị. Thì cũng là gần xong rồi á, thì bây giờ chỉ bỏ thịt vô về dồn vô rồi vô bịch thôi. Dạ, dồn vô đây bữa nay áo Thu Thủy mặc rất là đẹp luôn nha cô chú. Dạ thưa cô chú, đây là áo mà chị Thu Hương có gửi tặng cho mấy em trong nhóm của chú chị ạ. Đây Thảo đưa tin, đây cái nước đồ ra kìa, bỏ nước vô luôn. Bỏ nước luôn. Top 5 thiện nguyện Thảo đưa tin, có số điện thoại luôn nha quý cô chú. Rồi bắt đầu mấy anh em ginh nước ra, ginh nước ra bắt đầu vô bánh mì, rồi vô mỗi một phần là một chai nước đó quý cô chú, để gửi đến mấy anh. Bạn đâu? Đây, gửi đây bên đây. Rồi anh lấy bó vô cũng cho thùng đó. Anh Mạnh là có nhiệm vụ là xe ổ bánh mì. Cũng rất là vui chú. Đây là thằng xéo đây. Chắc là cái bạn đứa này tao kêu ra bạn thấy nè. Đó. Đây là 150 ổ của cô chú.
Này thưa cô chú, sau khi mà dồn thịt vô á thì sẽ bỏ bịch như thế này nè. Tình hình chung với cô chú anh chị ai cũng khó khăn hết á, thành ra là chị Thu Hương Nguyễn ở bên Trà Lo á thì cũng giúp cho bà con ở quê hương Việt Nam á, giống như là đóng góp ai giúp được cái gì thì giúp được ai thì giúp được cô chú à. Và trong cái mùa dịch như thế này mà giúp thì cũng rất là ý nghĩa luôn cô chú anh chị, mặc dù những cái ổ mì thì nói về cái giá trị nó cũng không có đáng là bao nhiêu, nhưng mà đó giống như là cũng cả một cái mà tấm lòng rồi của chú anh chị ạ. Bây giờ giống như là mấy anh em thấy là đi phát những cái ổ mì mà mình làm trước rồi cô chú nhiều, đi phát trước giống như là sợ đỡ lâu nó mềm mất ngon á, thành ra là ai ở đây làm thì làm, thì ai đi phát thì sẽ đi phát nha cô chú. Giờ Thủy với Thảo sẽ đi phát trước cho cô chú nhiều. Bỏ cho nước suối vô nó mới kẹp cho vậy đó. Thank you.
phát quý cô chú. Tại vì bánh mì để lâu nó sẽ không có được ngon á cô chú, nó sẽ bị mềm á, cho nên là được bao nhiêu thì mấy em sẽ tranh thủ đi phát trước. Rồi ở đây thì tại vì có cô với chị thì đang làm á, thì mấy em sẽ quay lại lấy nữa. Mấy ổ bánh mì anh? Dạ, rồi vô phát mấy anh đi, gửi anh mấy ổ. Ở đây mấy người anh? Dạ. Rồi đưa 4 người ảnh luôn đi em ơi. Chúc anh ghi ra. Thường thường cũng đông lắm, có khi cũng 6-7 người. Sáng mấy sáng thì tôi cũng ra đủ. Dạ, tổng cộng ở đây mấy người anh? Ở đây mấy người để chúc ra mất công đói. Dạ, rồi vậy đưa ảnh 4 ổ em. Ờ mình còn chốt nào ở trong đây không anh? Dạ dạ. Rồi em cảm ơn anh. Ơi, cho con gửi mấy ổ bánh mì nghe chú. Con gửi mấy ổ bánh mì chú ăn nha chú, ăn lấy thảo nha chú. Cảm ơn rất nhiều nha. Dạ, chú mấy người chú, mấy người con gửi á, tại con còn phát nhiều. Dạ, chú mấy người chú, ở đây mấy người chú? 6-7 người. 6-7 người ạ? Phát chú ở đây 7 ổ đi em ơi. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Ở đâu? Dạ. Ở đâu? Em ở ngay cái cổng đầu luôn á. Ngay ngoài trước cái cổng đối diện luôn á. Từ thiện quê đâu? Ờ em Cà Mau. Em ở đây mấy tháng rồi. Dạ không gà em phát ở chợ Tăng Trung á, ở phát gạo với mì cho bà con á. Ở ngay đối diện cổng luôn á. Cái cổng này bên kia hả? À dạ, ngay cái cổng mà đối diện cái cặp nhà của cái anh quán cơm á. Dạ. Dạ. Anh Tâm không? Dạ dạ đúng rồi, anh Tâm. Dạ. Có hút xuống rồi mua thêm thùng bia nữa. Ngồi giải sầu để buồn. Dạ. Ăn ngon nghe chú. Dạ con đi quay lại con phát dài dài lại chú. Này con. Làm đi lần lần tại vì nhiều lắm, với thêm mình để nước nó ginh đâu nổi đâu. Dạ dạ. Tại rồi. Đấy, đưa cho chị đi về vô quay. Đi. Dạ. Dạ dạ. Em không có vô, em không có vô. Hả? Chị không đi vô đó luôn đi. Chị đi vô hả? À, em.
Dạ không. Đi ra chỗ khác nữa. Rồi rồi, cảm ơn à, trời mưa rồi cô chú ạ. À. À, từ sáng giờ nắng à, rất là đẹp luôn. À, mấy em đi gửi những phần quà đến mấy anh được 2-3 chốt rồi, bắt đầu trời đổ mưa cô chú ạ. À. À, dạ thưa cô chú, sáng giờ trời nắng rất là đẹp luôn, thì mấy em đi phát được 2-3 chốt rồi đó, thì bây giờ mưa to lắm cô chú ạ. À. À, mấy em giờ đang đục mưa ở trong quán á, thì chờ một hồi trời tạnh mưa rồi mấy em sẽ đi phát nữa để cho mấy anh ăn á. À, hồi sáng thì mấy em á không có mà thể mà đi chung được cô chú, cho nên là chia nhau ra để mà kịp thời mà phát gửi những cái phần quà đến mấy anh á. Bây giờ mưa quá trời luôn, mưa to lắm cô chú. Rồi hiện giờ là đang mưa dữ lắm luôn quý cô chú ơi. Anh đang giao trên đường, bây giờ thật sự là mưa rất là lớn luôn. Gió thổi dông. Bây giờ mấy anh em không biết làm sao đây, giờ mưa dữ lắm. À. Giờ quá trời mưa luôn rồi quý cô chú. Mưa kiểu này không biết bao lâu mới tạnh. Sáng giờ mấy anh em giao cũng gần cả trăm mổ rồi, mấy chục mổ rồi, cả trăm rồi. Trời mưa. Rồi, còn mưa quý cô chú, bây giờ mình chạy tới trạm của cầu dây để phát cho anh em những bánh mì với quý cô chú. Dạ. Đây giờ mình tới rồi nè. Đây trạm chốt thứ hai. Vô phát đi, vô. Bánh mì mấy anh ăn nha mấy anh. Dạ rồi em cảm ơn anh. Thôi giờ mình đi chạm kế tiếp của người chú. Giờ mình là ở đây là tại cầu dây, cầu Đa Phước. À, dạ thưa cô chú, thì nãy giờ mấy anh em cũng đi phát rất là nhiều chốt rồi. Bây giờ hiện tại thì ở Bến Tre cô chú ạ, mưa rất là nhiều luôn, cho nên là còn lại thì anh em sẽ gửi tặng những ổ bánh mì cho mấy cô chú ở Bến Tre luôn. Đây mưa to lắm ạ. Mấy anh em sẽ gửi những ổ bánh mì cho những cô chú ăn lấy thảo á. Qua đây thì chị cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến chị Nguyễn Thu Hương. Chị đã có một cái tấm lòng rất là cao cả, gửi tặng những suất bánh mì đến cho bà con ở Bến Tre cô chú ạ. Anh Mạnh. Thật sự bữa nay mưa rất là lớn luôn. Sáng giờ mấy anh em đi bị trời mưa luôn, uống phải mặc áo mưa đi phát. Tại bánh mì để lâu quá nó sẽ nguội, nó sẽ mềm, cho nên mấy anh em phải tập trung gắng đi phát. Rồi thậm chí bà con ở đây cũng phát cho bà con ăn một củ ít lòng nhiều.
anh cũng thay mặt cho bà con và các anh em cảm ơn em Nguyễn Thu Hương bên Đài Loan đã hỗ trợ 150 ổ bánh mì. Anh rất là cảm ơn em. Thì nãy giờ cũng là những cái lời nói rất là chân thành của anh Mạnh gửi đến chị Thu Hương. Đây ạ, ở đây hiện tại thì có những cô chú đang chờ để lấy những ổ bánh mì của cô chú gì ạ. Thôi giờ trời cũng rất là mưa, cái bánh mì thì cũng gần hết rồi quý cô chú. Thôi vì mình cũng xin khép video tại đây. Mình chúc quý cô chú